bốc hỏa, khó ngủ, cáu gắt. Những dấu hiệu cảnh báo bạn đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Bạn lo lắng khi chưa tìm ra giải pháp. Hãy lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình Tìm Lại Thanh Xuân, phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Bảo Xuân hân hạnh tài trợ chương trình này.